Xin chào quý vị và các bạn đến với chiếc nón kỳ diệu tuần này. Kính thưa quý vị, trước khi chương trình bắt đầu thì chúng ta sẽ đặt ra rất nhiều những câu hỏi khác nhau. Lão chữ ngày hôm nay sẽ chứa nội dung gì? Chương trình có gì bất ngờ hay không? Cá tính của người chơi như thế nào? Vâng, rất nhiều những câu hỏi được đặt ra, và để biết được câu trả lời chỉ có cách duy nhất là chúng ta hãy cùng tham gia chương trình và hãy cùng với chúng tôi bắt đầu chiếc nón kỳ diệu. Xin mời chị Hồng Nhung. Ngay sau đây sẽ là vòng đoán nhanh đầu tiên của chúng tôi. Người chơi nào trả lời chính xác trong vòng đoán nhanh thứ nhất sẽ có được 500 điểm. Chúc cả ba người chơi may mắn. Và ô chữ trong vòng đoán nhanh thứ nhất có 17 chữ cái. Đây là sản phẩm có ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường. Chị Hồng Nhung sẽ lật giúp chúng tôi ô chữ cái đầu tiên. Đó chính là chữ T. Đây là sản phẩm có ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường. Xin mời Thuận. Túi phân hủy sinh học. Hoàn toàn chính xác. Đó là đáp án của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, túi phân hủy sinh học là một loại túi mà khi phân hủy nó sẽ không gây ảnh hưởng tới môi trường sống của chúng ta và sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc xử lý rác thải. Xin được chúc mừng bạn Thuận với câu trả lời chính xác. Và chúng tôi cũng có một món quà để tặng bạn. Đó chính là cái loại túi phân hủy sinh học. Và hy vọng là bạn sẽ sử dụng các loại túi này tại gia đình của mình. Sau khi hết thì bạn sẽ lại tiếp tục mua để sử dụng để bảo vệ môi trường. Xin chúc mừng bạn. Và thưa quý vị, với câu trả lời chính xác vừa rồi thì bạn Thuận sẽ có được 500 điểm. Và đây là số điểm đầu tiên trong chương trình. Bây giờ thì Thuận sẽ giới thiệu về mình. Xin mời bạn. Tôi tên Nguyễn Hữu Thuận, năm nay 26 tuổi. Tôi đến từ quê hương Đồng Tháp. Hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Thường Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đến cho chiến đấu kỳ diệu hôm nay, tôi mong quý vị khán giả cùng cổ vũ cho tôi và hai bạn chơi của tôi để cho cuộc vui nó được vui hơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Thuận. Tiếp theo chúng tôi xin mời bạn Kiên. Xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Đàm Trung Kiên, năm nay tôi 29 tuổi. Hiện tại tôi đang công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đến với trò chơi chiếc nón kỳ diệu ngày hôm nay, tôi đã đạt được rất nhiều mục tiêu của mình. Đó là được ra Hà Nội chơi, được mặc quần áo đẹp và lên truyền hình. Mục tiêu còn lại của tôi đó là đạt được giải càng cao càng tốt để về tặng cho vợ và con của mình. Xin chúc là bạn sẽ đạt được cái mục tiêu cuối cùng đó, đúng không ạ? Xin mời bạn Hiền. Xin chào quý vị khán giả. Đến với chương trình chiếc nón kỳ diệu hôm nay thì tôi có một bài thơ mà do bà nội tôi, một người rất thích chương trình chiếc nón kỳ diệu, viết tặng tôi. Tôi xin phép được cầm giấy đọc ạ. Chiếc nón kỳ diệu đáng yêu, sân chơi bổ ích nhiều người tham gia, mở rộng kiến thức cho ta, tăng thêm bè bạn từ xa tới gần. Gặp nhau một buổi cuối tuần, niềm vui hạnh phúc có phần nhân lên, phần thưởng quý giá động viên, cùng nhau chia sẻ góp niềm vui chung. Tên tôi là Nguyễn Thu Hiền, giáo viên dạy ở trường chuyên tỉnh nhà. Bản thân cũng thích thơ ca, thích đi du lịch nhưng mà tiền không. Con trai một cháu đầu lòng, gần tròn một tuổi cậy trông ông bà. Đôi lời tâm sự thật thà, vui cùng các bạn tham gia nhiệt tình. Cảm ơn bạn Hiền cũng như là cảm ơn bà nội của bạn Hiền. Bạn có biết là bà bạn đã sáng tác cái bài thơ này trong thời gian là bao lâu không? Bà em sáng tác trong một buổi chiều ạ. Một buổi chiều, tức là sau khi biết được tin là bạn sẽ được tham gia chương trình chiếc nón kỳ diệu. Vâng. Vâng, xin cảm ơn bà nội bạn Hiền nữa. Cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ô chữ tiếp theo của chúng tôi. Đó chính là ô chữ trong vòng đoán nhanh thứ hai, thưa quý vị. Và ô chữ này có 10 chữ cái. Đây là tên một chương trình truyền hình. Chị Hồng Nhung sẽ giúp chúng tôi mở ô chữ cái đầu tiên. Đó là chữ C. Đây là tên một chương trình truyền hình. Xin mời bạn Kiên. Cửa sổ. Thời gian vẫn còn. Đây là tên một chương trình truyền hình. Xin mời bạn Hiền. Em xin đoán ô chữ này là cửa sổ ASEAN. Hoàn toàn chính xác, cửa sổ ASEAN. Nguyễn Thu Hiền đã vừa có 1.000 điểm. Và bạn Hiền cũng chính là người có những lượt quay đầu tiên trong vòng chương trình thứ nhất của chúng tôi. Hiện nay thì bạn Hiền đang là giáo viên tại Thái Nguyên. Đúng. Bạn dạy cấp 1, cấp 2 hay cấp 3? Em dạy cấp 3. Em dạy môn hóa. Là người lạc quan, vui vẻ, luôn cố gắng đạt được điều mình yêu thích. Cố gắng hết sức có thể, nhưng nếu chẳng may không làm được thì thôi và vẫn vui vẻ. Có rất nhiều điều trong cuộc sống em cũng cố gắng làm được mà ví dụ như là việc tham gia các chương trình truyền hình. Lần này là lần thứ 3 em tham gia chương trình truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam ạ. Đó là những chương trình gì ạ?
Lần đầu tiên thì em tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Tiếp lần theo thứ hai là chương trình Dung Chuông Vàng ạ. Dung Chuông Vàng. Và lần và thứ lần ba này là chiếc nón kỳ diệu. Tương lai bạn sẽ tham gia vào chương trình Vui Khỏe Có Ích. Vâng, có lẽ thế ạ. Trong này bạn có chia sẻ với chúng tôi là nói lắm, nói nhiều nhưng lúc nào không thích thì không nói. Đấy là hồi bạn mới ra trường à? Hay là vâng, bây giờ vẫn thế? Đấy là hồi mới ra trường, còn bây giờ thì em nói ít đi rồi ạ. À, bây giờ nói ít rồi. Vì sao lại có thể rèn luyện được cái việc là từ nói nhiều trở thành nói ít ạ? Chắc là do bệnh nghề nghiệp anh ạ. Là giáo viên đúng không? Kinh nghiệm của giáo viên là nói vừa phải thôi thì học sinh còn nghe. À, xin chúc mừng bạn bởi vì là sau khi ra trường làm giáo viên thì bạn đã trở thành một người phụ nữ nói ít. Sở thích là nấu ăn, mua sắm, xem phim hành động Mỹ. Wow, một giáo viên dạy hóa mà thích xem phim hành động. Và những bộ phim khoa học viễn tưởng. Chứng tỏ bạn là một cô giáo mạnh mẽ đúng không ạ? Với sở thích xem phim hành động và khoa học viễn tưởng. Bạn đã sẵn sàng để chúng ta khám phá câu chữ tiếp theo của chúng tôi chưa ạ? Và tôi một lần nữa xin chúc cả ba người chơi của chúng ta sẽ thành công trong việc đến với những vòng quay, có được những số điểm cao và khám phá giải được ô chữ tiếp theo của chương trình. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng chơi chính đầu tiên thưa quý vị. Ở vòng chơi này chúng tôi có trò chơi phụ, đó chính là ô phần thưởng. Và ô phần thưởng sẽ tồn tại cho đến hết vòng chơi. Chúc cả ba người chơi may mắn. Ô chữ của vòng chơi chính thứ nhất có 8 chữ cái. Đây là tên một ngôi đền ở Hoài Đức, Hà Nội. Bạn Hiền sẽ quay đầu tiên, xin mời. Ba trăm điểm. Em sẽ đoán chữ N. Chữ N, có một chữ N. Thêm một. Em sẽ đoán chữ H. Không có chữ H nào cả. Lượt chơi sẽ đến với bạn Thuận, xin mời. Sáu trăm điểm. Tôi chiến đấu chữ E. Chữ E, có một chữ E. Sáu trăm điểm. Tôi chiến đấu chữ D. Có một chữ D. Thứ tư. Chữ L. Ồ, mắc lửa. Sao bạn vui đấy, bạn vỗ tay. Mắc lửa nhưng vẫn vui vì nhìn tiểu quý là vui chơi cho nên vẫn vui bình thường. Xin mời Kiên. Một nghìn điểm. Tôi xin đoán chữ Ư. Chữ Ư, có một chữ Ư. Bốn trăm điểm. Tôi xin đoán chữ U. Có một chữ U. Thank you.
điểm. Không có sự về. Lượt chơi đến với bạn Hiền. Tôi xin làm chị A. Chị A. Không có chị A. Xin mời bạn Thuận. Ô phần thưởng ạ. Phần thưởng của chúng tôi đó chính là một bộ cây lau nhà 360 độ trị giá 600 ngàn đồng. Một bộ đèn ngủ bắt muỗi trị giá 250 ngàn đồng. Một bông tắm sơ mướp trị giá 50 ngàn đồng. Đi thi thì mong muốn mình được phần quà nào có giá trị nhất để đem về có thể mừng với gia đình. Xin chúc bạn may mắn. Hãy lựa chọn một trong ba món quà này. Phần thưởng là một bộ đèn ngủ bắt muỗi trị giá 250 ngàn đồng. Xin chúc mừng bạn. Chúng tôi sẽ tạm thời để hai món quà này ở lại với đâu được một lát nữa thì bạn ở trong của chúng ta lại quay đúng ô phần thưởng và chúng ta lại tiếp tục khám phá. Xin mời. Chín trăm điểm. Tôi xin đón chữ C. Rất đáng tiếc, không có chữ C. Bạn Kiên xin mời. Nhân đôi ạ. Tôi xin đón chữ S. Không có chữ S. Lượt chơi đến với bạn Hiền. Nhân đôi. Em xin đoán chị Y dài. Có một chị Y dài. Tôi thấy bạn Hiền có niềm vui sướng khôn xiết. Bạn sẽ lựa chọn món quà nào đây? Một bộ cây lau nhà 360 độ và một bông tắm sơ mướp. Đó là gì ạ? Phần thưởng là một bộ cây lau nhà 360 độ. Xin chúc mừng bạn Hiền. Đây chính là món quà có giá trị nhất đúng không ạ? Trị giá là 600 ngàn đồng. Xin chúc mừng. Và bây giờ bạn sẽ tiếp tục quay. Điểm. Rất may mắn ạ, chiếc ô bất ngờ. Em xin đoán chị M. Rất đáng tiếc là không có chị M. Như vậy là lượt chơi sẽ quay trở lại với bạn Thuận, xin mời. Đã đến những cơ hội cuối cùng rồi mà vẫn mất lượt đúng không ạ? Lần này thì không thể vui được rồi. Xin mời bạn Kiên. Hai nghìn điểm. Tôi xin đoán chữ K. Chữ K. Không có chữ K.
Như vậy là bạn Kiên sẽ không còn lượt chơi trong vòng chương trình thứ nhất này của chúng tôi. Xin mời Hiền. Em xin đoán chữ L. Có một chữ L, xin chúc mừng. Em xin đọc ô chữ này là đền lưu ly. Hoàn toàn chính xác, đó chính là đền lưu ly. Đền lưu ly tọa lạc tại thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội, là một trong những ngôi đền có đầu tiên thờ tứ bất tử và công đồng tổ tiên người Việt tại Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2014, đền Lưu Ly đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố và bằng chứng nhận đền đạt chuẩn hóa thờ Tam Tứ Phủ Việt Nam. Xin chúc mừng bạn Tu Hiền, bạn đã là người chiến thắng trong vòng chơi chính thức nhất của chúng tôi với 600 điểm. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những vòng quay tiếp theo ở vòng chơi chính thứ hai của Chiếc Nón Kỳ Diệu. Chào quý vị và các bạn đến với vòng chơi chính thứ hai của Chiếc Nón Kỳ Diệu. Trên tay tôi đó chính là ô bí mật. Đây là phần chơi phụ của vòng chơi chính thứ hai. Nếu như người chơi của chúng ta quay đúng ô bí mật và quyết định tham gia sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người chơi ngay lập tức nhận được tiền mặt 3 triệu đồng. Trường hợp thứ hai là sẽ mất điểm. Như vậy người chơi của chúng ta sẽ phải suy nghĩ rất kỹ để xem là có quyết định tham gia khám phá ô bí mật hay không. Tôi sẽ để hai ô bí mật này lên trên hai vị trí của chiếc nón. Và như vậy là chiếc nón của chúng ta đã sẵn sàng để đến với vòng chơi chính thứ hai. Người sẽ có lượt quay đầu tiên trong vòng chơi này đó chính là bạn Nguyễn Hữu Thuận. Bạn sinh năm 1988 đến từ Đồng Tháp, là cán bộ quân báo trinh sát. Thời gian bận rộn nhất trong năm là đợt tuyển quân, huấn luyện. Quân sự ở cơ sở thì một năm thì chỉ có hai đợt để bận rộn, tức là huấn luyện cho dân quân và tuyển quân. Hàng năm thì huấn luyện cho dân quân cơ động cũng như dân quân tại chỗ. Tôi biết là ở Đồng Tháp, quê hương của bạn Thuận, còn có cái mùa nước nổi. Và chắc là bạn cái dịp này cũng rất là bận rộn để giúp nhân dân. Dạ đúng. Vào mùa nước nổi thì lực lượng ở xã là chủ yếu là lực lượng dân quân, cho nên phải đảm bảo thường trực để mà xử lý những tình huống có thể xảy ra, là vỡ đê hay là những ô bao lúa của bà con nhân dân có thể là bị ngập nước. Và nhắc tới mùa nước nổi ở Đồng Tháp thì tôi lại chợt nhớ đến một cái món đặc sản rất là ngon, đó là canh chua cá linh và bông điên điển, đúng không ạ? Dạ đúng. Vâng. Bông điên điển thì chỉ có mùa nước nổi thì bông điên điển mới có nhiều, và những mùa khác thì cũng có nhưng mà rất ít. Mùa nước nổi thì cá linh nó đổ về là cá linh non, cho nên mùa sinh sản của các loài cá, cho nên nước nổi là cái mùa là để ăn cá linh và bông điên điển. Điên điển. Nếu mà quý vị đến với Đồng Tháp vào cái dịp này thì quý vị nhớ là chúng ta hãy thưởng thức món canh chua cá linh và bông điên điển, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các vòng quay của vòng chơi chính thứ hai. Ô chữ của chúng tôi trong vòng chơi này có 7 chữ cái. Xin mời. Đây là một món quà chỉ có ở Côn Đảo. Bạn Thuận sẽ quay đầu tiên. Nhân đôi. Tôi xin đón chữ A. Có một chữ A. Một nghìn điểm. Tôi xin đón chữ N. Chữ N, có một chữ N.
400 điểm. Tôi xin đoán chữ H. Chữ H, không có chữ H. Lời quay sẽ đến với bạn Kiên. Tôi xin đoán chữ G. Chữ G, có một chữ G. Chưa đôi ạ. Tôi xin đoán chữ C. Không có chữ C. Xin mời bạn Hiền. Em xin đoán chữ M. Chữ M, có một chữ M. Hai nghìn điểm. Em xin đoán chữ Á. Chữ Á, không có chữ Á. Xin mời bạn Thuận. Nhân đôi. Tôi xin đoán chữ Ư. Chữ Ư, có một chữ Ư. Nhìn điểm. Tôi xin đoán chữ T. Có một chữ T. Hai trăm điểm ạ. Tôi xin đoán chữ L. Không có chữ L. Xin mời bạn Kiên. Đó là chữ B. Tôi xin đoán là mứt bàng. Hoàn toàn chính xác, mứt bàng thưa quý vị. Côn Đảo là địa phương trồng nhiều bàng. Trên các đường phố, trong di tích nhà tù Côn Đảo, trong vườn nhà, công sở, trường học, đâu đâu cũng thấy cây bàng. Bàng cho người dân Côn Đảo bóng mát và còn cung cấp cho du khách một món quà khá độc đáo là hạt bàng. Từ hạt bàng, người dân ở đây đã chế biến thành món mứt bàng, gọi là mứt nhưng thật ra chỉ là hạt bàng rang với muối hoặc đường. Hạt bàng mới tách ra có màu nâu giống như màu gỗ, sau đó rang muối hoặc rang đường. Khi đến Côn Đảo, du khách còn được người dân kể những câu chuyện liên quan đến quả bàng và cuộc sống của những người tù khổ sai trong hai cuộc kháng chiến. Lá bàng được tù nhân dùng làm chiếc lót trên nền bê tông, nền đá để chống chọi với cái lạnh, cái nóng khắc nghiệt trong nhà tù. Quả bàng, lá bàng non có khi còn là bữa ăn qua ngày của tù nhân. Lá bàng còn được nhiều người tù thay giấy để viết thơ ca, để truyền tin cho nhau. Nhiều người bị giam dài ngày cứ nhìn cây bàng thay lá mà đếm mùa, đếm năm. Cây bàng Côn Đảo cũng là những chứng nhân của lịch sử. Thưa quý vị, bạn Kiên đã giành được chiến thắng ở vòng chơi này với số điểm là 350 điểm. Xin chúc mừng. Đến với những cơ hội tiếp theo của chúng tôi, đó là những cơ hội ở vòng chơi chính thứ 3 của chương trình. Come on,
xin chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng chơi chính thứ ba của Chiếc Nón Kỳ Diệu. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại nơi có 4 hộp quà của phần chơi phụ trong vòng chơi này. Phần chơi mang tên đổi hay không đổi. Nếu như người chơi của chúng ta quyết định là sẽ tham gia vào phần chơi phụ này, có nghĩa là họ đã đồng ý để khám phá 4 món quà của chúng tôi. Sẽ có 2 chiếc hộp có phần quà mang tính chất kỷ niệm, 2 chiếc hộp còn lại có chứa tiền mặt tổng trị giá có thể lên tới là 10 triệu đồng. Còn bây giờ tôi sẽ quay trở lại vị trí của mình để chúng ta bắt đầu vòng chương trình thứ ba. Người sẽ có những lượt quay đầu tiên trong vòng chơi này đó là bạn Đàm Trung Kiên, bạn đến từ Hòa Bình. Hiện nay bạn là cán bộ ngành kiểm sát, là cơ quan thực hiện quyền công tố đúng không ạ? Dạ vâng. Có thể hát karaoke hay nhưng mà không hát lại được. Dạ vâng. Vì sao thế ạ? Dạ thưa anh, là bởi vì đúng là em khi trong lĩnh vực âm nhạc ấy, thì nhạc thì thuộc rất nhanh, nhưng mà không hiểu sao trí nhớ tốt nhưng mà lời rất hay lộn xộn. Tức là hay bị quên lời. Không nhớ lời lắm, dạ, đảo vâng. Lung tung đúng không ạ? Dạ vâng, đôi khi thành mình hát trực tiếp hát live đấy thì hay chế lời khán bịa thêm vào bịa đấy để cho đủ lời. Vâng, nếu mà tác giả nghe thấy thì chắc là cũng giật mình đấy ạ. Buồn lắm. Dạ vâng. Bao nhiêu công họ mới sáng tác ra được một ca khúc. Mỗi một ca khúc, mỗi một tác phẩm nghệ thuật là con đẻ của tác giả mà người khác thực hiện lại làm không đúng thì buồn đúng không ạ? Hiện nay số điểm đang có của mỗi người chơi như sau. Bạn Thuận, bạn có là 500 điểm. Bạn Kiên, bạn sở hữu 350 điểm. Còn bạn Điền, tạm thời cao nhất là 1.600 điểm. Cái số điểm này chắc chắn là sẽ thay đổi với cái vòng chương trình thứ ba. Tuy nhiên phụ thuộc vào sự may mắn của mỗi bạn khi đến vòng quay của chúng tôi. Chúc cả ba người chơi may mắn. Thưa quý vị, ô chữ trong vòng chơi chính thứ ba hôm nay gồm có 5 chữ cái. Đây là một đồ dùng có tính chất truyền thống của người dân Nam Bộ. Xin mời bạn Kiên. Tôi xin đoán chữ G. Chữ G, không có chữ G. Xin mời bạn Hiền. Bảy trăm điểm. Em xin đoán chữ A. Chữ A, không có chữ A. Xin mời bạn Thuận. Tôi xin đoán chữ U. Chữ U cũng không có chữ U. Và như vậy là cả ba người chơi của chúng ta sẽ không còn quyền tham gia vào phần chơi đổi hay không đổi nữa rồi. Bởi vì ngay ở lượt trả lời đầu tiên này thì các bạn đều trả lời không chính xác. Xin mời Kiên, bạn sẽ quay tiếp. Tôi xin đoán chữ N. Có một chữ N. Nhân đôi. Tôi xin đoán chữ C. Có một chữ C. Tôi xin đoán chữ ớ. Chữ ớ, có một chữ ớ. Bốn trăm điểm. Tôi xin đoán chữ T. Không có chữ T. Xin mời bạn Hiền.
200 điểm. Em xin đoán chị M. Chị M. Không có chị M. Xin mời bạn Thuận. Điểm. Tôi xin đón chữ D. Chữ D, rất đáng tiếc không có chữ D. Và chơi quay trở lại với bạn Kiên. Vẫn lượt ạ. Tôi xin lý bạn Hiền, bạn đã hai lần trả lời liên tiếp không chính xác. Xin mời bạn. Em xin đoán chữ Y ngắn. Không có chữ Y ngắn. Rất đáng tiếc là bạn Hiền sẽ dừng các vòng quay của mình ở vòng chương trình thứ 3 này. Bạn Thuận cũng đã có 2 lần trả lời liên tiếp không chính xác rồi nhé. Xin mời bạn. Tôi xin đón chữ Ô. Không có chữ Ô. Như vậy là bạn Thuận cũng giống như bạn Hiền sẽ không còn cơ hội để quay tiếp. Xin mời Kiên. Sáu trăm điểm. Em xin đón chữ B. Không có chữ B. Bạn Kiên cũng đã có 2 lần trả lời liên tiếp không chính xác. Bởi trăm điểm. Em xin đoán chữ O. Chữ O cũng không có chữ O. Như vậy là cả 3 người chơi không còn cơ hội để tiếp tục đoán ô chữ của chúng tôi. Và giải ô chữ này đó chính là quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay. Xin mời bạn nữ ở phía trên. Em xin đoán ô chữ là cần xé. Hoàn toàn chính xác, đó chính là cần xé. Cần xé là đồ dụng bằng mây tre, giống như cái rành to miệng rộng, đáy sâu, có quai, thường dùng để đựng hàng hóa chuyên chở. Nguyên liệu làm cần xé thường là trúc. Trúc mua về chất vào nhà hoặc mái hiên cho giáo mình trúc là sử dụng ngay. Sử dụng thân trúc để làm nan đan, nan trụ. Nan léo miệng, đọt trúc thì được đập dập, dùng để gây với nan trụ làm đáy. Sau đó lên nan, đánh lông hai rồi đánh lông tư, bẻ miệng, léo vành, làm quai, nẹp hông. Muốn cho sản phẩm đồng bộ màu và đẹp mắt, người ta khéo léo quay bằng dây mây rừng. Giá của một chiếc cần xé thì không quá đắt. Và với xu hướng tiêu dùng hiện nay thì cần xé cũng là một sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình, xin mời. Tôi tên là Lê Thị Hiền ạ, tôi đến cổ vũ cho anh Đàm Trung Kiên ạ. Xin cảm ơn bạn Hiền và chúc bạn đã có câu trả lời chính xác. Chúng tôi có một phần quà nhỏ dành đến cho bạn. Như vậy là ở vòng chương trình thứ 3 này của chúng tôi thì không có người chơi nào chiến thắng. Tôi xin được tổng kết lại số điểm mỗi người chơi đã có được sau 2 vòng đoán nhanh và 3 vòng chơi chính như sau. Đầu tiên là bạn Hữu Thuận, bạn có là 500 điểm tương ứng với 500.000 đồng với một phần thưởng giá là 250.000 đồng. Xin chúc mừng. Còn bạn Đàm Trung Kiên thì bạn có là 350 điểm. Bạn sẽ ra về với 350.000 đồng. Xin chúc mừng. Và người đang có số điểm cao nhất đó chính là bạn Thu Hiền, 1.600 điểm tương ứng với 1.600.000 đồng. Bạn Thu Hiền cũng chính là người chơi sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong vòng chơi đặc biệt của chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu tuần này. Xin chúc mừng Hiền. Kính thưa quý vị khán giả, tôi đến từ quê hương Lạc Thủy, Hòa Bình. Trên tay tôi đây là một cái vật kỷ niệm có in hình tờ tiền giấy đầu tiên được in tại nhà máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hiện nay thì nhà máy in tiền đầu tiên này đã được trùng tu tôn tạo và được nhà nước công nhận là di tích lịch sử. Được gửi tới. Xin cảm ơn bạn Kiên rất là nhiều với một món quà ý nghĩa mà bạn đã dành đến cho chúng tôi. Và chương trình của chúng tôi cũng có những món quà để tặng tới các bạn luôn nhớ về chương trình, luôn nhớ về chúng tôi.
cảm ơn. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là vòng chơi dành cho quý vị khán giả có mặt tại trường quay của Chiếc Nón Kỳ Diệu. Bạn đến với vòng chơi dành cho quý vị khán giả có mặt tại trường quay của Chiếc Nón Kỳ Diệu. Quý vị thân mến, và ô chữ trong vòng chơi này gồm có 21 chữ cái. Đây là câu thành ngữ chê những kẻ luộm thuộm. Xin mời chị ạ. Tôi xin đoán câu trả lời là cái ếch bỏ đây, cái cày bỏ đó. Cái ếch bỏ đây, cái cày bỏ đó. Dạ vâng ạ. Hoàn toàn chính xác, đó chính là đáp án của chúng tôi. Xin chúc mừng chị với câu trả lời chính xác vừa rồi. Chị hãy giới thiệu về mình ạ. Tôi xin giới thiệu với quý vị khán giả trường quay Chiếc Nón Kỳ Diệu cùng toàn thể các quý vị khán giả đang xem chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu ngày hôm nay ạ. Tôi tên là Phạm Thị Hường, đến từ tỉnh Thái Nguyên, thủ đô kháng chiến. Tôi đến cổ vũ cho bạn Hiền. Xin cảm ơn chương trình ạ. Và một lát nữa thì chị Hường sẽ lại tiếp tục cùng quý vị khán giả cổ vũ cho bạn Thu Hiền, đúng không ạ? Ở vòng chơi đặc biệt. Còn ở vòng chơi dành cho khán giả này thì thật sự là chị Hường đã thể hiện được sự xuất sắc của mình. Đây không phải là một câu thành ngữ quen thuộc. Dạ vâng ạ. Nhưng mà chị Hường đã ngay lập tức đoán chính xác. Chị có thường sử dụng cái câu thành ngữ này trong cuộc sống hàng ngày của mình không? Chúng tôi hay sử dụng cái câu là lôi thôi như cá trôi lồi ruột. Nhưng mà cái câu này hôm nay cũng rất là mới đưa vào chương trình. Tôi thấy cũng rất là hay bởi vì tôi cũng là người mà rất hay nghiên cứu ca dao tục ngữ Việt Nam. Như vậy là ngày hôm nay thì chương trình đã có cơ hội chia sẻ với chị một câu thành ngữ. Và chị cũng đã có cơ hội chia sẻ lại với chúng tôi một câu thành ngữ cũng rất ấn tượng, đúng không ạ? Cùng nói về cái việc chỉ những người luộm thuộm trong cuộc sống. Xin cảm ơn chị Hương và chương trình có một món quà dành tặng chị ạ. Xin chúc chị sẽ luôn thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng chơi đặc biệt của Chiếc Nón Kỳ Diệu. Đây chính là thử thách tiếp theo của chúng tôi dành cho bạn Thu Hiền, là người chơi xuất sắc nhất sau 2 vòng đoán nhanh và 3 vòng chơi chính. Bạn có là 1.600 điểm tương ứng với 1.600.000 đồng. Giải thưởng tiếp theo là 5 triệu đồng, 10 triệu, 20 triệu và 30 triệu đồng. Nếu như bạn giải được ô chữ trong vòng chơi này thì bạn sẽ có thể có được thêm những mức tiền thưởng như tôi vừa nêu. Bây giờ thì bạn muốn quay để tìm ra mức tiền thưởng trước hay là chúng ta khám phá ô chữ trước? Em quay trước. Quay trước, xin mời bạn. Thưa quý vị, ô chữ trong vòng chơi đặc biệt gồm có 11 chữ cái. Đây là một nghi lễ quan trọng của người Khmer. Bạn Thu Hiền sẽ có quyền dự đoán trước 2 chữ cái. Em xin đoán chữ L và chữ O. Chữ L, có 1 chữ L. Chữ O, không có chữ O. Và sau đây sẽ là 30 giây để bạn Thu Hiền suy nghĩ. 30 giây bắt đầu. Mời 10 giây để bạn Thu Hiền đưa ra phương án trả lời. Thời gian kết thúc. Như vậy là bạn Thu Hiền đã không đưa ra được lời giải đáp cho ô chữ của chúng tôi. Chúng ta mới chỉ biết được một chữ cái duy nhất, đó là chữ L. Gợi ý của chúng tôi đưa ra, đây là một nghi lễ quan trọng của người Khmer. Quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình ạ, quý vị đã có đáp án cho ô chữ này hay chưa?
Một lát nữa thì chúng tôi sẽ quay trở lại để cùng quý vị giải ô chữ này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh thú vị của chiếc nón kỳ diệu tuần sau đã. Tôi tên là Phạm Thị Ngọc Trúc, Phú Thọ. Quê tôi thì có đặc sản bưởi Đoan Hùng rất là nổi tiếng. Tên tôi là Phạm Thanh Trì, đến với chiếc nón diệu kỳ hôm nay. Tuyên Quang nơi ấy quê tôi, thơm hương đất nặng tình người vẫn vương. Tôi tên là Ngô Thị Kim Oanh với biệt danh Oanh Kèo. Tri thức của nhân loại là cả một đại dương, nhận thức của con người chỉ là một giọt nước. Bây giờ chị đang tạm thời có là 10.200 điểm rồi. Tôi xin đoán ạ. Không chính xác. Lại là ô mất điểm. Hôm nay tôi nghĩ là chị Trúc với cả chị Oanh nên hát là làm lại từ đầu. Đây là một trường hợp đặc biệt, người chơi lại mong muốn là chọn cái hộp quà mà không có tiền mặt. Hãy quay trở lại với chúng tôi để chúng ta giải đáp ô chữ trong vòng chơi đặc biệt tuần này. Đây là một nghi lễ quan trọng của người Khmer. Cơ hội của chúng tôi dành đến cho quý vị khán giả. Xin mời bạn Nam. Tôi xin đoán ô chữ này là lễ cúng trăng. Hoàn toàn chính xác, lễ cúng trăng ạ. Xưa kia người Khmer làm ruộng theo hai mùa trong năm. Mùa mưa từ 16 tháng 4 đến 15 tháng 10 âm lịch. Mùa nắng từ 16 tháng 10 đến 15 tháng 4 âm lịch. Ngày 15 tháng 10 âm lịch là ngày cuối mùa mưa và cũng là thời gian thu hoạch hoa màu, trong đó có lúa nếp. Vào đúng ngày này, đồng bào Khmer tổ chức một lễ lớn gọi là Ok Om Bok, mang ý nghĩa mừng cơm mới vào những ngày trăng sáng. Lễ cúng trăng được xem là lễ chính trong lễ hội. Lễ này được tổ chức đúng vào đêm rằm tháng 10 âm lịch tại khuôn viên chùa, trong từng nhà dân hay tập trung tổ chức ở một nơi rộng rãi. Ngoài cốm dẹp là thức cúng bắt buộc, còn có trái dừa tươi, chuối, khoai lang, bánh kẹo và trái cây. Buổi tối chuẩn bị xong, mọi người trải chiếu ngồi chắp tay, quay mặt về phía mặt trăng để chờ làm lễ. Đúng lúc mặt trăng lên cao tỏa ánh sáng vàng vọt thì đốt nhang đèn, rót trà, mời vị sư làm chủ lễ. Ông khấn vái nói lên lòng biết ơn của bà con đối với mặt trăng. Xin mặt trăng tiếp nhận những lễ vật do bà con dâng cúng, ban cho mọi người sức khỏe dồi dào, cho mưa thuận gió hòa, cho năm tới trúng mùa, cho cuộc sống no đủ và hạnh phúc. Bạn giới thiệu về mình ạ. Tôi tên Nguyễn Thái Bình, đến từ tỉnh Bến Tre ạ. Xin chúc mừng bạn với câu trả lời chính xác vừa rồi. Và chương trình có phần quà dành tặng cho bạn. Xin cảm ơn. Và lâu chữ trong vòng chơi này của chúng ta đã được giải. Đó chính là lễ cúng trăng. Cái điều này bạn đã từng đọc hay là đã từng biết chưa? Lễ cúng trăng thì em đã từng nghe đến rồi. Nhưng mà đúng là đứng ở đây thì không thể nghĩ ra được. Nhiều áp lực đúng không? Áp lực về thời gian. Rồi đôi khi đứng trước rất là nhiều người, chúng ta mất bình tĩnh. Nhưng mà với tôi thì tôi nghĩ là điều quan trọng là bạn đã có cơ hội được trải nghiệm những cái cảm xúc mà chỉ khi tham gia vòng đặc biệt của chiếc nón kỳ diệu chúng ta mới có được thôi, đúng không ạ? Sau 3 năm đăng ký, bạn đã có cơ hội tham gia và tham gia cho tới tận cùng, đó là vòng chơi đặc biệt. Xin chúc mừng bạn. Thưa quý vị và các bạn, chiếc nón kỳ diệu tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được cảm ơn những tình cảm, sự ủng hộ của quý vị dành đến cho chiếc nón kỳ diệu. Và đó chính là những yếu tố để giúp cho những vòng quay của chiếc nón tiếp tục được quay và mang đến cho chúng ta những không gian, những khoảng thời gian thư giãn và thoải mái thật sự trong mỗi tuần. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên website có địa chỉ www.youtube.com/vtv showbiz.